Chẳng qua gặp cảnh chạm duyên, đặc biệt chỉ dạy thị hiện sự lý, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn cho Phật Pháp. Nhưng người giữ nhiệm vụ hoàng dương Pháp đạo muôn vàn chớ nên học theo. Hơn nữa họ ăn vào thứ chết, ói ra thứ sống. Còn bọn ích kia, ăn thứ chết vào, ngay cả từng miếng từng khối còn nguyên dạng vẫn chẳng thể ói ra được. Ham học rằng lại còn dạy người khác nữa ư? Người duy trì Phật Pháp nếu chẳng y theo những điều Phật chế định thì chính là loài ma, huống chi gã ma con kia là quyến thuộc của ma vương, hoàn toàn chẳng phải là Phật Pháp đó ư. Này, loại này đâu đâu cũng đều có, nhưng kẻ không có mắt như ruồi bu, theo hơi thối, dẫu không vui, cũng chỉ có thể đi theo chúng. Vì sao vậy? Bọn chúng thế mạnh người đông, nếu nói ra sự thật, thì chẳng mắc họa rõ ràng, ắt cũng mắc họa ngầm. Khuyên người cũng chỉ có thể khuyên ai có thể khuyên được mà thôi. Hắn đã mất trí phát cuồng, khuyên lơn sẽ bị cắn lại. Nếu ông đọc 10 loại ma thuộc tượng ấm trong kinh Lăng Nghiêm, cảnh ngũ ấm ma chỉ có tượng ấm nhiều nhất là chuyện bọn ma con đời sau sẽ làm. Thì đối với những cảnh tượng do gã ma con ấy hiện ra, há nào có chuyện động tâm hoài nghi nữa ư? Nhưng ông cũng có khí phận của ma, chẳng trừ khử khí phận ấy thì sau này cũng sẽ phát sinh ma sự. Một là tánh tự thị, ông viết công văn cho người khác, viết những chữ khiến cho khá nhiều người kém học vấn đều chẳng nhận được mặt chữ. Đấy có còn là tâm hạnh lợi người, lợi vật nữa chăng? Nếu tôi không nói toạc ra thì sẽ suốt đời cứ như thế, chẳng biết phải hỏng bao nhiêu chuyện. Dẫu chẳng học hỏng chuyện nhưng khiến cho người khác phải phí hết tâm tư để suy đoán thì chính mình cũng đã tổn phước rồi, phải không? Ông Phùng Mộng Hoa là một vị cựu thám hoa, từng làm đến chức tuần phủ tỉnh An Huy, về sau chuyên lo cứu tế tai nạn. Những chữ ông ta viết người tầm thường chẳng hiểu được một nửa. Một năm kia viết thư cho tôi liền nói toạc lỗi ấy ra. Sau này viết thư cho tôi, ông ta toàn dùng đối chữ khải, nhưng hỏi đến người khác thì khi viết cho người khác, ông ta vẫn cứ y như cũ. Người ấy khá chấp đạo hạnh, nhưng con cháu đều chết sạch, đứa cháu nuôi để nối dõi cũng chết luôn. Ông ta 84 tuổi mới mất, lúc mất đứa chắt mới được 3-4 tuổi. Cả một đời muốn dùng chữ nghĩa để ra vẻ ăn trên một chốc, lại còn nhiều năm lo phát trần. Rốt cuộc chỉ còn lại một nhà 5-6 bà quá, chỉ có một đứa chắt 3-4 tuổi chẳng đáng buồn ư? Hai là ngã mạn kiêu căng. Trước kia ông viết thư xin quy y cho anh của ông, ký tên cuối thư chỉ ghi là Cẩn Khải, kính thưa. Vì sao coi nhẹ chuyện quy y như chuyện chẳng đặng đừng, chẳng đáng tỏ vẻ cung kính, rồi đâm ra tỏ thái độ thua cả sự lễ phép của người đi đường hỏi lối như vậy. Người đi đường hỏi lối còn phải vòng tay thưa hỏi, ông thay mặt xin quy y chỉ viết Cẩn Khải, hệt như hỏi đường không vòng tay, chỉ nói xin hỏi mà thôi. Đấy chính là có chuyện quy y, và người thầy để ta quy y dẫu một đồng cũng chẳng đáng, cũng chưa đáng. Này, đem chuyện của gã mà còn ra hỏi là lại là Cần Khải. Nếu tôi không nói toạc ra, suốt cả đời ông cứ ngã mạn ngạo nghễ mà vẫn chẳng biết là sai, lâu ngày chày tháng ắt đến nỗi bị ma dựa. Ông lễ phép tôi chẳng thêm được gì, ông vô phép tôi cũng chẳng suy chuyển gì. Nhưng do ông đã thờ tôi làm thầy, há nhẫn tâm chẳng trị bệnh cho ông, thiếu sót trách nhiệm của tôi ư? Vì thế nói như vậy, nếu nghĩ là tôi muốn được cung kính nên quở trách ông thì ông sẽ bị ma dựa. Chẳng lâu lắc gì nữa đâu, thư này đừng để cho người khác xem, để bọn đồ đệ ma khỏi tạo khẩu nghiệp. Đây là thư trả lời cho lá thư đầu tiên. 50. Thư trả lời cư sĩ Lý Ấn Tuyền, năm Dân Quốc 20, 1931. Buổi sáng hôm qua thư đưa đến, vừa bóc ra xem qua liền viết thư phúc đáp ngay và đóng 5 gói sách đưa cho người đem thư đến. Sau đó đem sách của ông gửi trả lại, mới biết bên trong có hình ông. Quả nghĩ hai chữ xuyên tâm rất hay, nếu đổi thành chuyển tâm tuy ý nghĩa có lẽ hay hơn, nhưng quang cho là tự phụ, vọng tưởng mình là người truyền tâm ấn của Phật thì đâm ra không còn tốt đẹp nữa. Điều quang thiếu sót chính là tâm bị nghiệp chướng chọn chẳng thể xuyên được. Nếu có thể xuyên được thì xuyên chính mình, và còn làm cho hết thảy mọi người đều xuyên theo, lại còn không có dấu vết,
Nếu ông ham cái nghĩa ấy thì tôi cũng không có chỗ nào để chó miệng vào cả. 51. Thư gửi cư sĩ Cao Khế Lý, năm Dân Quốc 20, 1931. Mẹ ông đã 71 tuổi rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa, hãy nên bảo quyến thuộc trong nhà. Mọi người hàng ngày hãy thay phiên nhau niệm Phật trước mẹ. Vì sao vậy? Do bọn họ lúc thường ngày nếu không niệm Phật, thì tới lúc mẹ ông sắp mất họ cũng sẽ chẳng chịu niệm. Lúc bình thường đã quen niệm, đến lúc ấy sẽ niệm được. Phải thỉnh một cuốn Xúc Xúc Chung Tân Lương gửi về nhà cho bọn họ đọc, ngõ hầu hiểu được người đến lúc lâm chung phải nên làm như thế nào thì mới hữu ích, như thế nào sẽ bị tổn hại. Đã biết những điều thế tục thường làm đều là chuyện đã bị té xuống giếng còn bị quăng đá, sẽ chẳng đến nỗi cứ nghĩ những chuyện ấy mới là hiếu, khiến cho mẹ chẳng được vãng sanh, ngược lại càng bị đọa lạc hơn. Nay đặt pháp danh cho mẹ ông là Đức Siêu, nghĩa là do nhất tâm niệm Phật liền có thể siêu xuất tam giới, cao đăng chín phẩm sen báu. Hãy hy ra nhắc bà cụ, đừng cầu phước báo trời người trong đời sau. Nếu có cái tâm mong cầu cho đời sau, chắc chắn chẳng được vãng sanh Tây Phương. Chuyện này khẩn yếu tột bậc, giúp cho cha mẹ được vãng sanh. Thành công chính là giúp cho cha mẹ thành Phật. Công đức ấy cực lớn không thể sánh tày. Nếu phá hoại chánh niệm của cha mẹ, khiến cho họ chẳng được vãng sanh, thì tội lỗi ấy cũng cực lớn không thể sánh tày. Ông hãy dốc trí nhé. 52. Trả lời thư cư sĩ Lý Thọ Đường, năm Dân Quốc 20, 1931. Hôm trước thư ông được Bắc Bình Khắc Kinh Viện chuyển đến đây. Xem thư biết ông khá có tín tâm, nay đặt cho ông pháp danh là Huệ Ấm, nghĩa là dùng trí huệ để bẩm thọ pháp môn niệm Phật của Đức Như Lai, hồng tự che chở cho người, khiến cho những chúng sanh bị nhiệt não bức bách kia cùng được che giọt, được mát dịu trong đời hiện tại, liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, chỉ y theo gia ngôn luật tu trì chắc chắn sẽ được lợi ích rốt ráo. Đừng nên học theo những pháp luyện đan vận khí vân vân của ngoại đạo. Nếu trước kia đã từng học hãy hoàn toàn bỏ đi thì mới có lợi ích. Lại nên dạy bảo quyến thuộc trong nhà và hết thảy những kẻ hữu duyên bên ngoài, khiến cho họ đều chí thành niệm Phật. Nếu chịu chân thật niệm thì trong đời này ắt gặp dữ hóa lành, lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương. Lợi ích ấy làm sao diễn tả được. Ai nấy lại cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, để sớm nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho hết thảy mọi người đều giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Người niệm Phật làm được như thế thì là đệ tử thật sự của Phật. Ông từ mấy ngàn dặm gửi thư đến mà sau ghi địa chỉ vẫn viết tháo chẳng cẩn thận đúng lề lối, có thể làm hỏng chuyện vậy. Chỉ một chuyện này đủ biết ông làm việc Phật nhiều chẳng nghiêm túc rồi. 53. Thư trả lời cư sĩ Phùng Thiên Tây và Trịnh Viên Oánh, năm Dân Quốc 20, 1931. 34 hôm trước nhận được thư và hối phiếu 100 đồng. Đã nhận rồi, đừng lo. Ngày hôm ấy Hoàng Hóa xã đã gửi hơn 30 bộ sách cho các vị, chắc là đã nhận được rồi. Do bận bịu không rảnh rỗi nên chưa phúc đáp được. Trộm nghĩ chúng sanh đời mạt pháp căn cơ cạn mỏng, nếu không cậy vào Phật lực chắc chắn có thể liễu thoát. Do vậy phải giữ chắc một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới có thể thoát khỏi cõi ngũ trược này lên cõi chín phẩm sen kia. Nếu lầm lẫn cho mình là cao quý, muốn cậy vào sức chính mình để tu các pháp môn thiền giáo mật hồng liễu sanh tử thì phần nhiều sẽ là có nhân không quả. Vì sao vậy? Dù có thể triệt ngộ tự tâm thâm nhập kinh tạng nhưng chưa đoạn hết sạch phiền hoặc, chắc chắn chẳng có phần liễu sanh tử. Huống hồ kẻ chưa thể triệt ngộ tự tâm và chưa thể thâm nhập ư? Mật tông đề xướng thành Phật ngay trong thân này cũng chẳng phải là điều ai cũng có thể làm được. Người học mật tông thường bị ma dựa, đều là do chẳng biết tự lượng, lầm lạc muốn đắc thần thông và thành Phật mà ra. Quý vị đã chọn đủ tín tâm nên y theo pháp môn tịnh độ mà Quang đã nói để tu, nên biết pháp này chính là pháp được hoằng dương bởi chư Phật chư Tổ, chư Đại Thiện Tri Thức. Quang bất quá dựa theo ý nghĩa của lời chư Phật chư Tổ, chư Đại Thiện Tri Thức mà truyền thuật lại. Được nói, ông là hạng người gì mà dám bảo người khác bỏ những pháp môn thiền giáo mật do Đức Phật đã nói để chuyên y theo lời ông nói đó mà tu ư?
Nếu nói như vậy chính là chẳng y theo lời Phật dạy, bởi những gì Quang đã nói chính là những gì mười phương ba đại chư Phật đều cùng nói. Há có nên vì Quang bất tài mà chẳng tin tưởng ư? Hiện thời tà ma ngoại đạo nhiều khôn kẻ xiết, họ đều nói chính họ mới thật là bậc nhất. Quý vị chớ bị những loài ma con ấy mê hoặc. Nếu trước kia đã từng dự vào môn hộ của chúng, hãy nên bỏ sạch hết đi. Chớ nói lúc nhập môn đã thể độc, sợ bỏ đi chắc sẽ mắc họa. Phải biết bỏ tà theo chánh sao mắc họa được, chẳng những không mắc họa lại còn có công đức. Những điều khác đã nói hy tưởng tận trong văn sao, ở đây không viết chi tiết. Những sách đã gửi đến đó cứ chiếu theo khả năng của người ta mà trao ra, đừng nhất định phải trao sách theo đúng số tiền người ta đã trả. Này, tôi gửi một trang danh mục sách của Hoàng Hóa Xã, nếu có ai thỉnh nhiều để tặng cho người khác hòng kết duyên thì cứ dựa theo giá tiền trong danh sách mà thỉnh. Nếu có gửi tiền thì trên bưu phiếu xin đề rõ là bưu cục ngõ dưỡng dục Tô Châu, sẽ đỡ mất công nhiều lắm. Nếu chỉ viết là Tô Châu thì phải đưa về tổng cục bưu điện cách chùa Bạc Quốc khoảng 4 dặm, gửi đi giao về khá bất tiện, sợ người đưa tiền ghi tên sách không rõ ràng. Xin hãy đem danh mục gửi lại kèm theo thư để khỏi đến nỗi chẳng thỉnh được sách rồi đâm ra nghi ngờ. Năm tư trả lời thư cư sĩ Trần Di Sanh, năm Dân Quốc 20, 1931, nói đến chuyện làm câu đối để treo hai bên chữ Phật lớn. Này, tôi soạn một cặp liễn, không biết có dùng được hay không? Mê ngộ tình không, chứng tự tánh, thánh phàm kiến tận, hiển duy tâm. Mê ngộ tình không, chứng tự tánh, thánh phàm kiến hết, tỏ duy tâm. Nếu viết theo lối 8 chữ thì là mê ngộ tình không, viên minh tự tánh, thánh phàm kiến tận, triệt chứng duy tâm. Lối văn 8 chữ ý nghĩa cũng hay, tùy ý sử dụng. Phàm phu đang mê, tam thừa tùy ngộ nhưng chưa đạt đến địa vị, mê lẫn ngộ đều mất, cho nên chưa thể chứng tự tánh rốt ráo viên mãn. Phàm phu có tỉnh kiến phàm phu, thánh nhân có tỉnh kiến thánh nhân. Chỉ có Đức Phật không có cả hai thứ kiến ấy. Do vậy Đức Phật triệt để tỏ lộ lý thể duy tâm, niệm Phật nhắm mắt dễ bị hôn trầm. Nếu không khéo dụng tâm rất có thể gặp cảnh ma, chỉ buông hở mí mắt, tức là như mắt các tượng Phật vậy, thì tâm sẽ lặng xuống, chẳng sôi động, cũng chẳng bị hỏa bốc lên đầu. Nếu ông niệm Phật mà trên đầu dường như có vật gì dở động hoặc lôi kéo vân vân, là vì suy tưởng trong lúc niệm Phật khiến cho sóng tâm thức dâng trào đến nỗi tâm hỏa bốc lên. Nếu buông rủ mí mắt và hướng tâm suy tưởng xuống phía dưới thì tâm hỏa chẳng bốc lên, bệnh ấy sẽ mất đi. Chớ nên lầm tưởng hiện tượng ấy là công phu đã đạt đến mức. Cũng đừng sợ đấy là ma cảnh, chỉ chí thành nhiếp tâm mà niệm và tưởng bản thân đang ngồi hoặc đứng trên hoa sen. Nhất tâm tưởng ta đang ngồi hay đứng trên hoa sen thì hiện tượng ấy sẽ tự nhanh chóng biến mất. Nếu chẳng dám tưởng đang ngồi hay đứng trên hoa sen, sợ rằng có thể gặp ma sự, hãy chỉ nghĩ đến phía dưới bàn chân thì tâm hỏa lẫn hơi nóng trên đầu đều chẳng phát sanh nữa. Hiện nay tà ma ngoại đạo rất nhiều, chớ nên ôm lòng thăm dò tu thử chút nào. Nếu có cái tâm ấy, ắt sẽ bị chúng dụ dỗ, hễ lọt vào trỏng của chúng, ắt sẽ đến nỗi mất trí phát cuồng. Nghe nói một vị pháp sư rất có tiếng tăm, nay đã tự mình ăn thịt, dạy người khác ăn thịt, lại còn dạy người khác hủy hoại tượng Phật. Ông ta đã hiện rõ tướng ma rồi đấy. 5 năm thư trả lời cư sĩ Hoàng Hàm Chi, năm Dân Quốc 20, 1931. Bài Tây Quy Tụng của Tử Kiến Ông gồm 160 chữ, ý nghĩa gần như chấp nhận được nhưng văn từ còn vụng về, thiếu lưu loát, chỉ làm cho xong chuyện mà thôi. Cư sĩ Khuất Văn Lục đã ăn chay, trong khi tăng ma tế thần đãi khách đều nên dùng đồ chay để khởi nguồn phong hóa cho địa phương. Buồn phần chớ nên thuận theo tục cũ, phô trương bày vẽ sát sanh tấu nhạc, biến đám ma thành tiệc tùng vui chơi. Ngõ hầu đối với cha mẹ, đối với chính mình, đối với khách khứa, đối với gióm, xóm giềng đều có lợi ích. Hiện nay vật nước nguy ngập, bất luận là ai đều nên niệm Phật, niệm Quán Âm để làm kế dự phòng. Ngoại trừ cách này ra là bất cứ cách nào chẳng lay chuyển được nghiệp nào, chỉ thành uổng công nhọc nhằn mà thôi. Mong hãy đem điều này nói với hết thảy những người hữu duyên. Năm sáu, thư trả lời cư sĩ Đàm Thiếu Phủ, năm Dân Quốc 20, 1931.
Nhận được tiền cáo phó lần trước, tính nói gốc ngọn cùng ông, ngõ hầu có ích cho cha mẹ, chẳng tổn hại chính mình. Nhưng vì bận bịu không rảnh rỗi, rốt cuộc chưa thể trả lời thư được. Lần này nhận được thư ông là do Vi Nghiễm gửi từ chỗ anh ông ta tới, cũng đã gần 10 ngày rồi. Nên biết người trong thế gian chỉ biết chú ý đến thân xác, đến nghi thức, chứ đối với hai phương diện tâm thức và lợi ích đều bỏ qua không xét đến. Dường như là muốn làm chuyện lợi ích, nhưng thật ra chỉ là làm chuyện sướng tai khoái mắt người đời, chẳng làm vì linh hồn của vong linh. Ông đã quy y Phật Pháp, hãy nên dốc cạn lòng thành niệm Phật, hồi hướng cho cha mẹ và dạy quyến thuộc trong cả nhà đều nén đau thương niệm Phật, thì đối với cha mẹ, đối với chính mình đều có lợi ích lớn. Hiện thời vận đời nguy ngập, nếu có thể chí thành niệm Phật, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, nếu không họa hại trong hiện thời khác hẳn khi trước. Đúng là muốn tránh né nhưng không thể nào tránh né được, muốn ngăn ngừa nhưng không thể nào phòng ngừa được. Cuộc sống người dân lúc này đáng thương đến cùng cực, hãy nên nói cặn kẽ với quyến thuộc thì người còn lẫn kẻ mất đều hưởng lợi ích. Chùa miếu ở Quảng Châu đều bị hủy bỏ mà cũng chẳng có tăng chúng rất chân thật tu hành, gần đây càng thêm điêu linh thì chẳng có cách nào tìm được chân tăng, chỉ có chính mình đem lòng chí thành niệm Phật. So với việc thỉnh tăng sĩ ăn thịt uống rượu đến niệm kinh bái sám, công đức lớn hơn nhiều lắm. Niệm Phật là chuyện quan trọng nhất trong đời người, không phải là vì cha mẹ mất rồi mới niệm, còn lúc bình thường chẳng niệm, làm đám tang cho cha mẹ thoạt trông thì dường như chỉ vì cha mẹ, nhưng thật ra chính do cái chết của cha mẹ đã dẫn khởi các ông cùng chứng đại sự muôn kiếp chẳng chết vậy. Phải biết cảm ơn, hãy sốt sáng niệm Phật để báo ân. Năm 57, thư trả lời cư sĩ Trương Vân Lôi, năm Dân Quốc 20, 1931. Trong lúc cõi đời loạn lạc này, mọi việc nên đơn giản là hay nhất. Nếu không bày thêm chuyện phụ thuộc thừa thãi, có cũng được mà không cũng chẳng sao, thì sẽ gây phiền phức lớn lắm. Quán Âm Linh Thiêm rất hay, nhưng nên cầu nơi chính mình. Nếu chân thành thiết tha không dối trá, sẽ tự được Bồ Tát gia bị. Nếu cái tâm cầu nơi chính mình không chân thành, Bồ Tát cũng khó gia vị được. Sách lịch sử thống kỳ, tôi đã bảo Thầy Minh Đạo chiếu theo thư yêu cầu gửi đi, lại còn bảo gửi hai bộ Phổ Đà Chí, tổng cộng là bốn bộ. Một bộ ông tự giữ, một bộ đưa cho Hồ Phụng Trần, hai bộ kia tùy theo cơ duyên mà tặng. Dành con không khó, dạy con rất khó. Rất nhiều kẻ chẳng hiểu việc, không có con, bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báu, do đấy nuôi thành hạng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho lên mạ rồi thôi, tất cả những chuyện trừ cỏ dại, bón tưới vân vân đều nhất loạt chẳng ngó ngàng tới. Giống lúa ấy tuy tốt, còn mong chi thu hoạch được chăng? Như quang hiểu biết, đến 99% những kẻ không con và đông con đều là lại kết quả này. Chỉ có mình cha của Diêm Đan Sơn, Kính Minh, là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên nhờ các vị hương thân trưởng thượng kiềm cạp khiếm cho con ông được bổ vào Hàn Lâm rồi làm quan to. Ông dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ. Nguyên do là vì yêu thương con thật sự. Lòng thương yêu của những kẻ khác thường là còn tệ hơn giết con. Bởi giết con thì chỉ có một người chết, đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đã trong tam đồ ác đạo. So với nỗi thảm khốc của một lần chết, nào phải chỉ khác biệt với trời với vực. Sợ ông chẳng tránh khỏi như vậy nên tôi phải nói toạc ra trước để đề phòng. Năm 8, thư trả lời cư sĩ từ Thư Dung, năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư ông, biết đạo tâm chưa lui sụt, chí hướng vẫn cao, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Hãy nên biết, học thánh học Phật đều lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành làm gốc, lại còn phải giữ phận khiêm nhường, ẩn giấu tài năng, noi theo cổ nhân, tận tụy dõi theo đường lối thực tiễn. Làm được như vậy thì học vấn lẫn phẩm hạnh đều vượt trội những kẻ tầm thường. Thông thường những kẻ thông minh đều kiêu căng khoe khoang phô tài, chuông hoa khắc bạc, tâm hoàn toàn thiếu sự hàm dưỡng. Kẻ ấy nếu không rước đời trắc trở, ắt sẽ chết yểu lúc trẻ. Ông đời trước nhiều may mắn, vun bồi được thiện căn này, hãy nên dốc hết sức vun bồi, ngõ hầu có thành tựu. Kẻ thông minh dễ phạm nhất chỉ có sắc dục,
nên thường giữ tâm kinh sợ được đè nảy sinh chút tà vọng nào. Nếu như ngẫu nhiên khởi lên ý niệm ấy, liền tưởng mỗi một cử động của chúng ta, thiên địa quỷ thần, chư Phật Bồ Tát, không vị nào chẳng biết hết, thấy hết, trước mặt người khác còn chẳng dám làm quấy, huống gì là đối trước chỗ Phật, trời nghiêm túc cẩn mật, lại dám ôm giữ ý niệm tà vạy tệ hại và làm chuyện tà vạy tệ hại ư? Mạnh Tử nói: sự thục vi đại, sự thân vi đại, thủ thục vi đại, thủ thân vi đại, thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ cái thân là chuyện lớn. Nếu không giữ được cái thân, dù có phụng dưỡng cha mẹ cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi, chứ thật ra là coi rẻ gì thể nhận từ cha mẹ, đấy chính là bất hiếu lớn lắm. Do vậy Tăng Tử lúc sắp mất mới nói: phóng tâm vô lự, tâm thảnh thơi không lo lắng. Kinh thị chép: chiến chiến cạnh cạnh, như lâm thâm uyên, như lý bạc băng, nhi kim nhi hậu, ngô trì miễn phủ, dè dặt đề phòng như vào vực sâu, đi trên băng mỏng hiện thời mai sau, ta biết tránh khỏi. Chưa đến lúc ấy vẫn phải giữ lòng dè dặt, Tăng Tử còn như vậy, huống gì là lũ phàm tục tầm thường chúng ta ư? Nay gửi cho ông một bộ lịch sử thống kỷ, hai cuốn Thọ Khang Bảo Giám, ba cuốn Ngô Gia Lục. Thống kỷ thì ông tự giữ để biết cõi đời bình trị hay loạn lạc, biết gương nhân quả. Thường xem Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm tà dâm và thù dâm, vân vân, tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Hãy nên tặng một cuốn sách này cho ông Lý Hồng Nghiệp. Còn Gia Ngôn Lục thì ông với ông Cổ ông Lý mỗi người một cuốn. Y theo đó tu trì thì pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian đều biết được cương lãnh trọng yếu. Cổ Vệ Sanh Lý Hồng Nghiệp đã muốn quy y thì nay đặt pháp danh cho Vệ Sanh là Huệ Sanh, nghĩa là dùng trí huệ cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn chứng đạo bất sanh bất diệt, để tự bảo vệ mình, bảo vệ người cùng được bất tử. Đặt pháp danh cho Hồng Nghiệp là Huệ Nghiệp, nghĩa là dùng trí huệ để đoạn trừ ác nghiệp thế gian, tu trì định nghiệp vãng sanh Tây Phương. Sự nghiệp như thế mới là Hồng Nghiệp, sự nghiệp vĩ đại. Tu thân lập nghiệp cho đến thành thánh thành hiền trong thế gian, nếu đem so với sự nghiệp vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử thì nhỏ bé vô cùng. Xin hãy đem đoạn thư này chép lại cho hai người ấy đọc, hoặc đem cả lá thư chép lại cho họ xem. Dẫu họ đã đến tuổi hoa giác 60 cũng được lợi ích, huống chi họ là hàng hậu sinh vừa mới qua tuổi đôi mươi. Năm 9, thư trả lời cư sĩ Kim Thiện Danh, năm Dân Quốc 20, 1931. Trong đời trước, con người nghiệp nào chẳng tạo, may mắn được nghe Phật Pháp, hãy nên sốt sắng tu trì để mong tiêu trừ tốt nghiệp, siêu độ oan gia. Tất cả oan gia tuy khó cởi gỡ, nhưng nếu chịu phát tâm Bồ Đề và thành tâm siêu độ, sẽ không có mối oán kết nào chẳng cởi gỡ được. Ông niệm Phật bị nghẹn hơi, chẳng phải vì thân thể yếu đuối mà là do nghiệp chướng tạo ra. Ông chỉ nên khẩn thiết chí thành niệm, nếu niệm không được thì tâm hãy thường tưởng nhớ, nếu niệm được thì vẫn cần phải dùng miệng để niệm, không thể niệm được thì chỉ tâm chuyển tâm nhớ lâu ngày, nghiệp ấy sẽ tiêu. Từ dày phạm khởi tâm làm việc đều phải hướng theo phương diện ăn ở cho có tình nghĩa nồng hậu mà làm, ăn ở trọn vẹn tình nghĩa thì thêm phước, ăn ở bạc bẽo thì chẳng đạt được phước gì. Nếu lại còn khắc nghiệt hiểm độc gian xảo thì giống như đỉnh núi chót vót, mưa đẫm cách nào cũng không nhận được, bất cứ cây cỏ gì cũng không mọc được. 60. Thư trả lời cư sĩ Cát Trí Lượng, năm Dân Quốc 20, 1931. Hôm trước nhận được thư, khôn ngăn mừng thẹn đến cùng cực. Vui là vì dường như cư sĩ đã có cơ chuyển biến, chẳng còn cậy mình thông minh như trước, nói bừa đạo lý, tôn sùng khoa học, miệt thị Phật Pháp. Hẹn là vì tôi là một ông tăng vô tri vô thức, tầm thường chỉ biết cơm cháo. Nếu ai học theo tôi, đều thành thân phận ngu phu ngu phụ. Muốn làm bậc đại thông gia, hãy nên bái một vị đại pháp sư dựng cao chẳng phát để khỏi uổng cái tâm quy y. Nếu hút thờ quang làm thầy, sau này do quang vô tri vô thức sẽ hối hận bỏ đi, hóa ra là một phen làm chuyện vô ích. Nhưng quang là kẻ thẳng tánh, ăn nói thẳng tuột, ông đã lầm lẫn gửi thư cho quang, cố nhiên quang không dám chấp nhận, nhưng cũng chẳng ngại trao đổi mấy câu để giúp cho việc lập thân hành đạo, liễu sanh thoát tử mai sau. Như kẻ không chân chỉ đường, dẫu chẳng thể đi được một bước, nhưng chẳng ngại gì hỏi tới để nhờ đấy mà về được nhà.
Những gì ông nói đều toàn là cậy vào ý kiến của chính mình, chẳng lấy thật lý thật sự làm chuẩn. Nay ông đã biết sai, ắt phải cực lực đối trị tập khí ấy. Không trừ được tập khí ấy thì mỗi một cử động đều có thể tổn phước chuốc họa. Câu nghi vấn đầu tiên của ông chính là lời hủy báng, chứ tuyệt đối chẳng phải là nghi vấn. Dùng chữ nghi vấn chính là chơi chữ để che đậy, so với chuyện nói thẳng thừng là không tin, lỗi lầm ấy còn lớn hơn nữa. Nếu vẫn cứ giữ thói ấy, chẳng biết sửa đổi, ta sẽ có ngày bị ma dựa phát cuồng. Thuốc hay đắng miệng, không biết cư sĩ có chịu uống hay không.